cực kỳ ngon luôn các bạn thấy không. Đó. Im quá im hoặc im mát mà im ru luôn các bạn. Đây xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Đây có một cái kỳ quà Lucky Fan màu xanh lá cây cánh cam. Tại cái hiện tượng của nó là nó bị đứt dây nguồn các bạn. Và mình sẽ tháo ra, thứ nhất mình sẽ thay dây nguồn, thứ hai là coi nó kiểm tra hương gì nữa, mình sửa luôn cái đó nha. Sáng nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vệ sinh quạt làm sao mà cho nó đúng cách nha các bạn. Khi vệ sinh các bạn sử dụng nước giếp này nè, hay là có thể sử dụng nước xà bông, nhưng mà nước lau kính hoặc là xà bông các bạn đừng xịt vô chỗ khu vực nút này nhé. Đó, các bạn xịt vô hai bên thôi, rồi xịt lên phía trên đây này. Rồi chúng ta sử dụng khăn khô này. Đó, các bạn có thể sử dụng khăn khô này. Xịt nước lau kính
rồi hay không chặt thì ngon hơn thì hoàng lao chưa sạch nữa. Tương đối sạch đẹp. Rồi xong rồi chúng ta sẽ tiến hành chúng ta vệ sinh cái cánh này. Các bạn xài thời gian cái cánh quạt nó bị giống như là nó bị đóng bụi bên trong đúng không? Đây mình sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn vệ sinh cánh luôn. Đây các bạn nhìn cái lồng này bụi nè. Đó các bạn thấy không? Bụi cực kỳ bụi luôn. Vậy cái lồng này thì chúng ta sẽ dùng cỏ chúng ta quét. Đây chúng ta đưa về cái hướng mùa xăng này chúng ta quét. Các bạn thấy bụi nó bay mất trời luôn rồi thấy không? Mình thường sửa những cái quạt xong thì thường mình hay vệ sinh đúng không? Đó bụi bay mất trời luôn. Rồi sau khi xử lý cái phần lồng xong thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta vệ sinh luôn cánh luôn. Đây các bạn, ta sẽ tiến hành vệ sinh luôn cánh luôn. Tháo cánh ra, đơn giản rồi. Tiếp tục vệ sinh cái cánh, cánh này bạn xịt cho xịt miếng nước nha, xịt miếng nước lau kính vào ba phần cánh, rồi xong thì các bạn cứ lấy khăn các bạn vuốt, đây các bạn vuốt hai bề như vậy, đó, còn cái xịt xịt bóng các bạn ơi. Đó, sạch bóng luôn. Đó các bạn. Im. Rồi còn cái phần của cái lồng phía sau này. Lồng phía sau dính trên cái quạt các bạn cứ lấy cái cọ các bạn quét. Đó. Rồi dính tóc dính tay gì đó các bạn cứ bứt ra nhé. Nhiều quá thì chúng ta lấy kéo cắt, ít ít thì chúng ta lấy tay bứt. Rồi ok, đây rồi sau khi chúng ta vệ sinh xong thì chúng ta lắp cánh vào, để rồi cánh vào để vào đó, cánh các bạn dặn vô các bạn dặn ngược chiều kia đồng hồ nhé. Rồi lắp lành mà đơn giản như thế thôi, nó sẽ im. Rồi sau khi chúng ta tiến hành sửa xong thì ta thay nguồn rồi, thì chúng ta sẽ bắt điện lên thử quạt im không các bạn. Này những cái quạt này thì các bạn có thể sửa tại nhà nhé. Cái bệnh nó nhỏ này thì các bạn có thể sửa tại nhà đó, bạn rất là im rồi, quạt im ru luôn, ngon cực kỳ ngon đó. Bệnh đơn giản thôi, có nhiều khi các bạn để quạt cái nhà vô tình bị chó cắn hay đứt dây các bạn, hay là chuột của này kia đó. Các bạn tốt nhất các bạn bấm nút tắt xong rồi các bạn bấm qua số nha. Các bạn đừng bấm số này qua số kia, khi nó dính hai nút rồi vào nó chạm cháy con dây. Đó, im rồi. Rồi, cực kỳ ngon luôn rồi đó. Đó. Im quá, im quạt, im mát và im ru luôn rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn thấy hay các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau.